Quý tín chủ tuổi Ất Mão kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý vị đốn lành, lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình và tuổi Ất Mão sinh năm 1975 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh chỉ ra rằng đúng tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Ất Mão sẽ phải trải qua một tháng nhiều biến động hung cắt, ẩn tàng, nhưng bản mệnh cứ nghiêm túc, cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Những người tuổi ất mão hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng thời cơ để giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý tín chủ tuổi Ất Mão cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, là tuổi con mèo, thuộc mệnh thủy, đại khê thủy, nghĩa là nước khe lớn, người tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, ưa cuộc sống biến động, thích sôi nổi, hay bàn luận, trao đổi với bạn bè, chia sẻ, bộc bạch với người thân. Những người tuổi ất mão yêu cuộc sống tự do, không thích bị ràng buộc, thúc giục. Chính vì lẽ đó, làm việc ở đâu, họ cũng vẫn dành nhiều thời gian làm những việc tùy thích. Những người tuổi ất mão, sinh năm 1975, thuộc mệnh thủy, trời sinh có tài ăn nói, rất giỏi ngoại giao và thuyết phục người khác họ khá nhạy bén trong việc nắm bắt tâm trạng và cảm xúc của những người xung quanh nên họ luôn sẵn sàng trở thành người lắng nghe và tâm sự ngoài ra người mang mệnh thủy còn có trực giác khá tốt uyển chuyển dễ thích nghi với hoàn cảnh những người thuộc mệnh đại khê thủy thường phù hợp với các công việc đòi hỏi sự giao tiếp và trí tuệ như là tư vấn giáo dục ngoại giao đặc biệt là kinh doanh trong công việc thì người ất mão rất tận tụy họ yêu thích công việc mình đang làm nếu tìm được việc bản thân thích thì họ sẽ gắn bó và nỗ lực hết sức cho tới khi thành công người sinh năm này cũng rất giàu trí tưởng tượng họ không thích sự tầm thường và coi trọng tính độc đáo về cuộc sống người tuổi ất mão cuộc đời gặp nhiều hay đẹp tuy không được sung sướng về thể xác nhưng được sung sướng về tinh thần cuộc đời không lấy gì làm cực khổ cho lắm số hưởng được sự giàu sang và có thể được nhiều kết quả tốt trong thời gian tuổi già tiền bạc đầy đủ gia cảnh êm đềm muốn sống lâu hơn cần phải làm phúc đức thật nhiều Bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023, tháng có nguyệt lệnh Lâm Ất Mão, sự nghiệp thành công nhất định nhưng cũng gặp nhiều áp lực và trở ngại. Tuy nhiên, tháng này xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư, bản mệnh có thể liều một chút để tạo sự đột phá. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Ất Mão bước vào tháng, bản mệnh phải đương đầu thái tuế, nên tinh thần áp lực và suy nghĩ dễ bị bế tắc công việc vì thế mà chịu ảnh hưởng xấu may mắn là trong tháng có thiên ấn xuất hiện hỗ trợ chỉ cần bạn bình tĩnh khi xử lý tình huống thì mọi chuyện sớm được khắc phục và nên nhớ giảm bớt một phần kiêu ngạo thì chuyện gì cũng dễ dàng giải quyết về phương diện tài chính trong tháng các khoản chi tiêu phát sinh nhiều bản mệnh lại khá hào phóng với người thân bạn bè nên khó tránh khỏi tình trạng đầu tháng dùng dình cuối tháng lại viêm màng túi thời điểm này xuất hiện khá nhiều cơ hội đầu tư bản mệnh có thể cân nhắc tiến hành đôi khi phải liều lĩnh một chút mới có thể tạo ra sự đột phá về sức khỏe, người tuổi Ất Mão trong tháng này cần chú ý đề phòng các bệnh về gan, tạng và hệ tiêu hóa, chú ý dưỡng sinh mùa xuân để tinh lực luôn dồi dào, tăng khả năng phòng chống bệnh tật. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, Người tuổi Ất Mão, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy. Tháng mới, người tuổi Ất Mão sẽ phải đương đầu thái tuế, nên tinh thần bất ổn, cái tôi cá nhân tăng mạnh nên dễ làm việc tùy hứng hoặc là có xu hướng bảo thủ. Từ khoảng giữa tháng trở đi, công việc sẽ phát sinh trục trặc thay đổi, hiểu nhầm với đồng nghiệp hoặc là cấp trên. Nếu như vẫn giữ cái tôi quá mạnh thì e rằng mọi việc sẽ xảy ra chuyện lớn ảnh hưởng tới con đường tiến thân sắp tới của chính bạn, đó chính là rào cản lớn cho công việc chính. Tự bạn gây áp lực và khó khăn cho chính mình, bạn cần phải sớm khắc phục, để mọi việc dễ dàng xử lý hơn. May mắn là, vào cuối tháng, bạn lại có thiên ấn hỗ trợ, mách nước rằng, chỉ cần người tuổi ất mão bình tĩnh, tự tin khi xử lý tình huống, thì mọi chuyện sẽ chuyển hướng tích cực hơn, không phải đau đầu vì những chuyện không đâu. Theo phi tinh tháng. Tháng 2 nhuận âm lịch này có cát tinh lục bạch và tứ lộc đồng cung ở hướng Bắc, đây là hướng vượng khí, nếu được kích hoạt hợp lý, sẽ thúc đẩy công việc thêm phần thuận lợi. Nếu như có điều kiện thì bản mệnh hãy có thể đặt biểu tượng rồng phong thủy hoặc là thuyền buồm phong thủy tại đây. Những vật phẩm này có tác dụng thu hút vận khí tốt lành, thúc đẩy công việc thêm thuận lợi, tài lộc tăng tiến. Người tuổi Ất Mão là những người nhanh nhẹn, thông minh, sáng suốt và có óc phân tích nhạy bén, bản mệnh rất chuyên tâm tập trung cao độ khi làm việc. Tuổi Ất Mão luôn sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống để đạt được những thành quả tốt đẹp. Ngoài ra, trong làm ăn hay công việc Người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 cũng nên lựa chọn người hợp tuổi làm ăn cùng với mình, đây là một vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự thành công trong sự nghiệp. Tuổi hợp làm ăn với người tuổi Ất Mão là tuổi Quý Sửu, Kỷ Mùi, Bính Thìn, Nhâm Tuất. Những tuổi này khi hợp tác làm ăn với tuổi Ất Mão sẽ giúp cho công việc diễn ra càng thêm suôn sẻ và thuận lợi hơn, giảm thiểu những rủi ro thất bại không đáng có trong cuộc sống thì ai cũng đều phải trải qua những thăng trầm những khó khăn vấp ngã và đôi khi là những rủi ro tai ương bất ngờ vì vậy phật bản mệnh được biết đến là vị thần hộ mệnh luôn đem đến sự may mắn thuận lợi và bình an cho con người người tuổi ất mão được phật bản mệnh là phật văn thù bồ tát những người tuổi ất mão nên mang bên mình phật bản mệnh văn thù bồ tát cùng lời cầu khấn thành tâm sẽ được giải thoát khỏi tam độc tham sân si còn giúp hóa giải vận nạn mang đến cho người tuổi ất mão bình an may mắn trong cuộc sống nếu thỉnh phật bản mệnh văn thù bồ tát bên mình kết hợp với tấm lòng nhân ái hướng thiện thì người tuổi ất mão sẽ luôn gặp may mắn suôn sẻ trong công việc và cuộc sống phật văn thù bồ tát là biểu tượng của đại trí tuệ thắp lên ánh sáng tinh thần khai sáng tư duy tăng cao ngộ tính ngài giúp cho con đường học hành thuận lợi quan lộ hanh thông phúc lộc đầy nhà đem lại may mắn thành công là một trong những năng lực mạnh mẽ của ngài dành cho tuổi ất mão Ngoài ra, đeo hình tượng Phật bản mệnh văn thù Bồ Tát sẽ giúp bảo trợ cho tuổi ất mão chống lại những luồng khí xấu, hóa giải sao hạn, sao xấu, tránh được tiểu nhân hãm hại. Giúp cho người tuổi ất mão sẽ nhận được sự phù hộ của Ngài, một đời được bình an, gặp hung hóa cắt, khi gặp điểm giữ sẽ hóa lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc. Về phương diện tài lộc Người tuổi ất mão, sinh năm 1975, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch cho thấy, vận trình dù gặp không ít khó khăn hung cát ẩn tàng được mất đan sen việc kinh doanh buôn bán có lộc nhưng mà lại liên tục bị cạnh tranh hoặc là tiểu nhân quấy phá do ảnh hưởng của hung tinh thái tuế nên bản mệnh cũng có tinh thần bất ổn dễ đưa ra những quyết định trong lúc nóng vội có thể gây thất thoát không ít tiền bạc của cả cá nhân lẫn tập thể vì vậy người tuổi ất mão nên ý thức được bản thân làm gì cũng phải hết sức bình tĩnh và thận trọng trong tháng này việc ký kết hợp đồng có thể gặp phải sự cố lúc ban đầu mất nhiều công sức để khắc phục mới đi tới kết quả tốt đẹp được thời điểm này sẽ xuất hiện khá nhiều cơ hội đầu tư người tuổi ất mão có thể cân nhắc để tiến hành đôi kia sẽ phải liều một chút mới có thể tạo ra được sự đột phá nhưng bản mệnh tuổi ất mão cũng cần lưu ý rằng tháng này có nhiều khoản chi phí phát sinh bạn lại khá hào phóng trong việc chi tiêu cũng như là hỗ trợ gia đình bạn bè vì thế hầu như tiền có rồi lại hết không tích lũy được là bao hướng tốt trong tháng là hướng tây bắc hướng xấu là hướng tây nam và hướng đông nam Ngày cắt hỷ là, ngày 21 tháng 2, và ngày 25 tháng 2 nhuận, âm lịch. Ngày xấu nên tránh là, ngày 22 tháng 2, và ngày 23 tháng 2 nhuận, âm lịch. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi cho thấy, về phương diện tình cảm và các mối quan hệ của tuổi ất mão tháng 2 nhuận âm lịch này. Do phải chịu ảnh hưởng sức ép từ thái tuế, nên tâm tính của người ất mão có phần bất ổn, vui buồn bất phân, chuyện tình cảm gia đạo vì thế và phát sinh trục trặc. Tháng này, bản mệnh tuổi Ất Mão đề cao cái tôi cá nhân, có xu hướng áp đặt suy nghĩ của mình cho đối phương, khiến mâu thuẫn đôi bên xảy ra liên tục. Để khắc phục vấn đề này, người tuổi Ất Mão nên hạ thấp bản tính cao ngạo xuống một chút và quan tâm tới mọi người xung quanh thì vấn đề này sẽ được khắc phục. Đối với những người độc thân, chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu, mặc dù bạn đã chủ động hơn trong các mối quan hệ, đi gặp gỡ nhiều người, song vẫn chưa thể tìm được đối tượng ưng ý nếu có thể, thì bạn hãy hạ thấp tiêu chuẩn chọn người yêu xuống một chút, đừng quá kén cá chọn canh nữa, để rồi lỡ dở nhân duyên tốt lành đến với mình nhé. Về phương diện sức khỏe Xem tử vi tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão này cho thấy, người tuổi ất mão đang có điểm báo một vài trục trặc về mặt sức khỏe sẽ xảy ra, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Trong tháng có mộc khí vượng, người tuổi ất mão nên chủ động đề phòng các bệnh về gan, và hệ tiêu hóa. Chú ý vấn đề ăn uống, hạn chế các đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, và thịt động vật, thay vào đó nên ăn uống thanh đạm, nhiều rau, củ, trái cây tươi, để tăng cường vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, từ đó, nâng cao khả năng phòng chống bệnh tật. Ngoài ra, người tuổi ất mão trong tháng này, bản mệnh nên đa dạng hóa thực phẩm trong việc chế biến món ăn, nhằm mục đích giúp cơ thể hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng hơn trong tháng cũng có điểm báo dễ gây họa huyết quang trong quá trình làm việc vận hành máy móc đi lại điều khiển phương tiện giao thông người tuổi ất mão nên đặc biệt chú ý tránh để xảy ra tình trạng đáng tiếc khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường khó chịu có biểu hiện lạ bạn cần lập tức đi khám sớm để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời tránh để lâu bệnh tình nguy kịch ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể Bây giờ là luận giải tử vi chi tiết 10 ngày và cẩm nang vượng vận của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 nhuận âm lịch cho thấy 10 ngày đầu tháng, người tuổi Ất Mão có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao của ban lãnh đạo. Tuy nhiên, bạn không nên vì thành công bước đầu của mình mà trở nên kiêu ngạo, tỏ ra coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Về phương diện tài chính cũng có khởi sắc, chủ yếu là vào nửa cuối của tuần thứ hai, có thể bạn sẽ nhận được phần thưởng nóng, vì đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đối với người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động, cũng tìm ra hướng đi cho riêng mình, công việc dần vào guồng, khiến đồng tiền chảy vào túi cũng ổn định. Trong chuyện tình cảm, sao bách Việt chủ đào hoa xuất hiện cho thấy, bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón, người độc thân hãy bình tĩnh quan sát và tìm hiểu mọi người, sau đó bạn sẽ nhận ra ai sẽ là người phù hợp. Đối với người đã có đôi, có cặp bạn nên bao dung hơn cho nửa kia của mình, chớ nên nhắc đi, nhắc lại lỗi lầm của đối phương. Việc nào cho qua được thì hãy để cho nó qua, việc cố tình nhắc lại chỉ khiến cho quan hệ đôi bên thêm căng thẳng, ai cũng mệt mỏi mà thôi. Quý nhân phù trợ là tuổi hợi, tuổi mùi. Tiểu nhân nên tránh là tuổi tí, tuổi dậu. Màu sắc may mắn là màu đỏ, màu đen. Con số phát tài là số 74, số 22 và số 91. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 nhuận. Đây sẽ là 10 ngày với những diễn biến có tốt, có xấu đan xen trong vận trình của người tuổi Ất Mão. Vì thế, bạn cần phải rèn cho mình tính kiên trì, quyết tâm, đừng vì chút khó khăn nhất thời mà buông xuôi. Chỉ cần bạn cố gắng, bạn có thể hóa nguy thành an, tạo ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo cũng như là quý nhân. Về tình hình tài chính, trong khoảng thời gian này vận tài lộc của người tuổi Ất Mão chưa có nhiều khởi sắc rõ rệt nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bạn đang không tiến bộ chỉ cần bạn nghiêm túc làm việc của mình mạnh dạn triển khai các dự án thì sớm muộn gì bạn cũng thu được thành quả xứng đáng sự xuất hiện của sao thiên đức đây như một lời cổ vũ với bản mệnh chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm trong tầm tay vì thế khi đứng trước khó khăn bạn nên mạnh dạn tiến bước về phương diện tình cảm có thăng có trầm có thể là bởi vì vợ chồng bạn vẫn chưa đủ chín chắn và bao dung cho nhau trong những mâu thuẫn hàng ngày bạn hãy khoan dung độ lượng hơn với người ấy, bởi đối phương không cố ý làm những điều trái ý với bạn đâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất và tuổi Sửu. Tiểu nhân nên tránh là tuổi Dậu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu trắng, màu vàng. Con số phát tài là số 22, số 8 và số 46. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng từ ngày 21 cho đến hết tháng trong 10 ngày cuối tháng này, người tuổi Ất Mão cần phải học cách lắng nghe mọi người nhiều hơn, dù là người làm lãnh đạo đi nữa, thì bạn cũng chớ nên bỏ ngoài tai ý kiến của cấp dưới. Người khác với những góc nhìn khác có thể sẽ nhận ra điều mà bạn bỏ qua đấy. Trong thời gian này, sao tử vi cắt tinh sẽ mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Ất Mão. Bạn hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn bỏ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng, thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện, cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn về tình hình tài chính thiên về ổn định, thời gian này các công việc của bạn vẫn túc tắc, không đem về nguồn lợi nhuận lớn. Nhưng may mắn là, bạn cũng không có ý định tiêu pha gì nhiều, hãy luôn chi tiêu có kế hoạch, để dành một khoản tiết kiệm cho những sự cố bất ngờ phát sinh nhé. Về chuyện tình cảm của người ất mão độc thân, vẫn chưa có nhiều tiến triển đáng kể, bạn thường tỏ ra khá độ lập, không muốn tiến xa hơn trong các mối quan hệ khác giới, nhưng cũng không từ chối ai một cách rõ ràng, cách làm này của bạn có thể gây tốn thời gian cho cả đôi bên. Quý nhân phù trợ là tuổi mùi, tuổi tỵ. Tiểu nhân nên tránh là tuổi Thìn và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu trắng, màu đen. Con số phát tài là số 78, số 46 và số 54. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo